tìm một cái cửa sổ sau. Mỗi tầng 2 phòng. Chú cứ xem thoải mái đấy, xem ra hết cả tầng. Cái cửa sổ đằng sau lúc này điều hòa nó cũng hoạt động nhỉ? Vâng, vẫn hoạt động. Xem mở được nhé chú. Vẫn mở. À, nó đẩy ra. Đấy. Giống nhau mỗi tầng 2 phòng. À. Trên thì là tung phân phơn. Vâng. Con mình làm sớm nhé, không có gì thay đổi. Bốn phòng ngủ vào một tum. Ôi, đây không có giường chiếu gì cả. Đợt trước các bạn có người bỏ hết rồi cho một lúc. Lúc mới lần đầu thuê cho có hết không, cần cái qua tai nạn đang đây, đoạn các bạn nào cũng bỏ.